1. Sử dụng kem chống nắng. Nhiều người có làn da dầu nên cũng ngại dùng kem chống nắng vì cho rằng kem chống nắng sẽ gây bóng nhờn hơn, bít tắc lỗ chân lông. Nhưng việc sử dụng kem chống nắng lại là bước quan trọng nhất trong quy trình bảo vệ da. Lựa chọn loại kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên và không chứa dầu là phù hợp. Kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ da trước tác động của ánh nắng mặt trời và giảm bớt việc sản xuất dầu trên da. 2. Rửa mặt đúng cách. Rửa mặt hàng ngày là biện pháp quan trọng để loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa. Nhiều người có làn da dầu lựa chọn sữa rửa mặt có độ tẩy mạnh với mong muốn giảm bớt dầu. Nhưng đây cũng là quan điểm sai lầm, vì sữa rửa mặt có tính tẩy mạnh khiến cho da bị khô hơn, dầu tiết ra nhiều hơn. Vì thế, cần chọn sản phẩm rửa mặt dành cho da dầu, giúp loại bỏ dầu thừa trên da. Không nên lạm dụng sữa rửa mặt quá nhiều lần trong ngày, mà chỉ nên dùng vào buổi sáng và buổi tối. Nên sử dụng nước lạnh, không sử dụng nước nóng vì sẽ gây khô da và tiết nhiều dầu hơn. 3. Sử dụng sản phẩm chăm sóc da. Mùa hè là thời điểm da dầu thường sản xuất nhiều dầu hơn do nhiệt độ và độ ẩm cao. Điều này có thể khiến da trông bóng nhờn và dễ bị mụn. Với người sở hữu làn da dầu, thường có độ bóng nhờn trên da cao. Nhiều người lầm tưởng da đã dư thừa dầu rồi, nếu sử dụng kem dưỡng da sẽ khiến cho da tiết ra nhiều dầu hơn nên bỏ qua bước này. Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm vì da dầu là thừa dầu nhưng vẫn thiếu độ ẩm. Do đó, dù là da dầu, da khô hay da thường, đều cần sử dụng kem dưỡng da để cấp ẩm đầy đủ. Tuy nhiên, đối với làn da dầu, cần chọn các sản phẩm dưỡng da không chứa dầu hoặc có kết cấu nhẹ, không gây bít tắc lỗ chân lông. Những sản phẩm dưỡng ẩm ngoài việc giúp cấp ẩm cho da cũng sẽ giúp cho da giảm tiết dầu. 4. Sử dụng giấy thấm dầu. Nếu bạn đang có cảm giác bóng nhờn trên da, có thể sử dụng giấy thấm dầu để hấp thụ dầu thừa trên da mà không cần phải rửa mặt quá nhiều lần. Tuy nhiên, cũng không nên lạm dụng giấy thấm dầu vì chúng có thể khiến cho làn da bị khô, gây tác dụng ngược và làm cho da tiết nhiều dầu hơn. 5. Ăn uống hợp lý. Hạn chế đồ ăn có chứa nhiều đường và mỡ. Ăn nhiều trái cây và rau quả giúp cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất cho da. Uống đủ nước là phương pháp rất cần thiết giúp da được cấp ẩm và giảm việc sản xuất dầu. Omega 3 là một loại axit béo không bão hòa, có lợi cho sức khỏe và là một phần quan trọng của màng tế bào da. Nó giúp cải thiện độ ẩm và giảm việc sản xuất dầu trên da. Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng bổ sung omega 3 có thể giúp làm giảm tình trạng viêm trên da, giảm khô da, sưng tấy và mụn trứng cá. Vitamin C đã được chứng minh lâm sàng có thể giúp làn da giữ nước, từ đó đem đến làn da căng mọng, mịn màng và ngăn không cho da trở nên quá nhờn hoặc quá khô. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người được bổ sung vitamin C cho thấy những cải thiện đáng kể và bền vững trong quá trình hydrat hóa và khôi phục lại độ đàn hồi cho làn da.